Buồng trứng là cơ quan chính chịu trách nhiệm về sản xuất trứng, thụ tinh và sinh sản trong cơ thể của người phụ nữ. Buồng trứng tạo ra trứng, trứng khi được thụ tinh với tinh trùng sẽ dẫn đến mang thai. Kích thước buồng trứng có thể thay đổi nhiều lần trong cuộc đời của người phụ nữ. Vậy kích thước của buồng trứng có ảnh hưởng đến khả năng thụ thai hay không? Hãy cùng tham khảo ngay những thông tin sau nhé. 1. Ảnh hưởng của kích thước buồng trứng đến khả năng thụ thai. Nếu kích thước buồng trứng của bạn nhỏ hơn bình thường thì bạn sẽ khó thụ thai hơn bởi lượng trứng dự trữ thấp hơn mức trung bình. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng với kích thước buồng trứng lớn hơn thì việc dự trữ trứng sẽ nhiều hơn bởi buồng trứng có thể tăng kích thước do các rối loạn hoặc sự xuất hiện của khối u. Trong những trường hợp này, bạn sẽ không rụng trứng bình thường và do đó sẽ khó thụ thai. Bạn có thể được chỉ định thực hiện các xét nghiệm như siêu âm và xét nghiệm máu để xác định kích thước và đánh giá chức năng hoạt động của buồng trứng. Thông qua phương pháp siêu âm, các bác sĩ có thể biết được số lượng năng trứng cũng như khả năng dự trữ trứng của bạn là bình thường hay thấp. 2. Các yếu tố khiến buồng trứng thay đổi kích thước. Độ tuổi, kích thước buồng trứng có thể thay đổi theo độ tuổi. Trước khi dậy thì và sau khi mãn kinh, buồng trứng có thể sẽ có kích thước nhỏ nhất khoảng dưới 20mm. Trong độ tuổi sinh sản, kích thước trung bình của buồng trứng là chiều dài 3cm, chiều cao 2,5cm và chiều rộng 1,5cm. Buồng trứng cũng có thể trở nên to hơn trong thời gian rụng trứng và hành kinh. Rối loạn buồng trứng. Tình trạng rối loạn buồng trứng và ung thư có thể làm gia tăng kích thước của buồng trứng. Ngoài ra, việc mắc một trong các bệnh lý như hội chứng buồng trứng đa nang, u nang trứng và u nang hoàng cũng có thể làm cho buồng trứng to ra dẫn đến đau và chảy máu bên trong. Những rối loạn này làm cho phụ nữ gặp rắc rối với việc thụ thai. Khi mang thai, kích thước buồng trứng tăng lên trong thai kỳ bởi trong giai đoạn này, buồng trứng sẽ phải sản xuất nhiều hormone estrogen và progesterone. Tuy nhiên, bạn nên đi khám phụ khoa để được kiểm tra và đảm bảo rằng không bị u nang hoặc u xơ. 3. Cách tăng cường sức khỏe buồng trứng. Có rất nhiều cách để tăng cường sức khỏe buồng trứng mà bạn có thể thực hiện như kiểm soát cân nặng. Tình trạng thừa cân hoặc thiếu cân ở phụ nữ đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng, do đó hãy cố gắng duy trì cân nặng của bản thân ở mức ổn định nếu có ý định thụ thai nhé. Tập thể dục thường xuyên. Bạn có thể tăng cường sức khỏe của buồng trứng bằng cách tập thể dục thường xuyên. Bạn không cần tập quá nhiều, bạn có thể tập yoga 1 giờ mỗi ngày hoặc 30 phút chạy bộ mỗi ngày với thời lượng 5 lần một tuần là đã có một sức khỏe tốt. Chế độ ăn giàu dinh dưỡng. Hãy duy trì một chế độ ăn cân bằng với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, carbon hydrate tốt, chất béo tốt, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về việc dùng các loại thuốc bổ sung nếu cơ thể bị thiếu. Bên cạnh những lưu ý trên thì việc giữ cho tinh thần được thoải mái, thư giãn và không căng thẳng cũng là một cách giúp cải thiện sức khỏe của buồng trứng. Kích thước buồng trứng có ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của người phụ nữ. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố này vẫn còn rất nhiều nguyên nhân do tiềm ẩn khác. Vì vậy, nếu gặp vấn đề với việc thụ thai, bạn hãy đến gặp bác sĩ để nhận được những lời khuyên chính xác nhất.